Sâm Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cái chiếc máy điều hòa một cục của hãng Koromi. Con này thì có rất nhiều cái tên gọi khác nhau khi về Việt Nam mình. Có người thì gọi là điều hòa một cục vì nó chỉ có một cục như thế này, không có cục nóng, không có cục lạnh, vì hai cục nóng và cục lạnh tích hợp lại với nhau rồi thì gọi là một cục. Hoặc là gọi là điều hòa treo cửa sổ, vì là cái dòng điều hòa này là thiết kế để đặt lên trên ô cửa sổ nhằm thổi khí nóng ra bên ngoài. Đấy. Hoặc là có thể gọi là điều hòa di động, vì nó có thể mang đi bất kể nơi đâu, cắm điện là chạy. Đấy. Con này là tên là hãng Koromi các bác nhé. Đây này, tên nó ghi rất là nhỏ thôi. Con này nó khiêm tốn cái tên, quá nhỏ. Đấy. Về cái con điều hòa này thì nói luôn với các bác là em bán giá là 3,8 triệu, giá chưa có phí vận chuyển và chưa có biến áp đi kèm. Cái biến áp của nó thì em bán đây là 1.500W nhé. Đây con này. 1.500W. Giá 500, năm nay biến áp mọi thứ đều lên giá cả. Đấy, giá 500.000. Về hình thức con này thì phải nói là cực đẹp. Vỏ còn rất là đẹp này, vỏ nguyên bản đấy các bác nhé. Vỏ nguyên bản còn rất là mới. Hình thức các bác có thể nhìn qua clip. Nếu mà nói đúng ra mà bác nào đang có nhu cầu mua điều hòa một cục thì các bác mua con này không phải nghĩ gì cả. Về chất lượng, hình thức, máy test chạy êm ru. Đấy, hình thức rất đẹp. Các bác nhìn đường trước, đường sau. Đường trước, đường sau các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này nó có cái hệ thống tự tiến tiêu nước, lúc nãy là em đổ nước vào nó bị chảy ra bên ngoài. Đây, ở đây nó có một cái quạt té nước này các bạn này. Đây, té nước lên trên dàn này nhá. Dàn con này còn rất là mới đẹp. Ở đây là cái khe thoát khí nóng này, nó chỉ rộng khoảng 5 phân thôi. Đấy, rất là nóng nhá. Ở đường sau này càng nóng thì hiệu quả làm lạnh càng tốt. Đấy, còn đường sau này mà không nóng thì hiệu quả làm lạnh sẽ rất là kém. Đối với dòng Koromi này thì cái dàn nóng đằng sau nó khá là to. Con này to nhé, chạy rất khỏe, êm. Kích thước con này thì đây em đo thực tế con này. Nói chung là cũng rất ít khi em quay chi tiết quá, vì là quay nhiều rồi cũng không quay chi tiết quá làm gì cả. Con này nó là rộng 35 phân. Đấy, chiều dày là 22 phân, chiều cao này, chiều cao là 75 phân. Ba cái thông số nó là như vậy. Về phần tem mác đây ạ, đây các bác nhé, năm sản xuất 2006 này. Đấy. Nhiều bác mà nào mà quan tâm thích cái năm cao thì các bác bỏ qua con này nhé, nhưng riêng đối với em hàng bãi thì năm sản xuất nó không quyết định nhiều, quan trọng nhất là chất máy về đến mình nó còn như thế nào, vì bên Nhật họ dùng nhiều khi chưa dùng hết cái cấu hao họ đã bỏ rồi, có khi họ bỏ hàng 5-10 năm bây giờ nó mới được về đến Việt Nam mình. Đấy. Yeah. Công suất là 600 đến 675W này. Yeah. Điện 100V. Yeah. Nặng 22kg. Đây. Mặt trước này là dàn lạnh này. Có một cái lưới này để vệ sinh, các bác dùng một thời gian các bác vệ sinh. Dàn lạnh tất cả là ống đồng 100%, tản nhiệt thì tản nhiệt nhôm rồi, đương nhiên rồi. Đấy, nước ra các bạn này rất là mát nhé. Đấy. Đặc tính của cái con này là cái gió của nó rất là to. Đặc tính của cái con Koromi này, gió nó rất là to, khỏe. Theo cảm nhận của em bán thì con này nó là cái dòng mà ra gió khỏe nhất trong các cái dòng điều hòa. Đấy. Độ lạnh thì các máy sẽ như nhau thôi. Khi mà các bác gió to thì đương nhiên là sẽ bị tạt đi phần nhiệt. Đấy, còn khi mà cơ bản thì nó là giống nhau các bác nhé. Đấy, cơ bản thì nó là giống nhau về thiết kế. Ngồi con này rất là mát. Bác nào mà không lắp được phòng điều hòa ấy, thì mình có thể ngồi như thế này cũng được. Coi như là đây, ngồi như em đang ngồi trước quay nói như này. Hoặc là các bác nào đặt một cái quạt đằng trước này, đặt một cái quạt trước nó để lấy cái hơi lạnh thổi ra làm đều phòng. Mình bố trí được đằng sau chỗ này thoát khí nóng ra ngoài.
Đấy. Nhà bác nào không có cửa sổ nhé, đây là cái dòng điều hòa cửa sổ, không có cửa sổ thì mình có thể đặt ra cửa chính, đặt ra cửa chính nhé, cửa chính phòng, thông phòng. Mình làm cái zero, mình quay theo cái máy này, quay kể cả chỉ cần hở mỗi cái phần lạnh này ra thôi. Còn các bác đặt cái phần lưng này ra ngoài cửa, đấy là dùng, gọi là dùng chống cháy, chống móm cho những cái lúc, cho những cái nơi mà mình không thể lắp được điều hòa. Đấy. Thì nó sẽ thổi toàn bộ cái khí nóng ra bên ngoài. Mình quay cái zero, cái rèm vào, chỉ để hở cái khe này thổi bên trong thôi. Về cái con này thì giá bán 3,8 triệu đi kèm một cái chiếc điều khiển học này các bác này. Cái điều khiển này thì các chức năng thì các bác nào mua thì em sẽ gửi hướng dẫn cho các bác. Đấy, vì cái điều khiển này nó là điều khiển học, chứ nó sẽ học các cái chức năng trên điều khiển zin ra. Cái nút này này em nói qua là nút điều khiển chế độ lạnh này. Cái chế độ này là lạnh yếu hơn này. Chế độ này là chế độ chạy hút ẩm vào những ngày nồm này. Chế độ này chỉ chạy quạt gió này. Cái bật nguồn này, tắt nguồn này. Chế độ này em để là cài là 25 độ C này. Chế độ này cài là 21 độ này. Cài là 27 độ, tức là ba cái chế độ nhiệt độ này là phòng của mình đạt đến đủ 25 độ, 21 độ, 27 độ theo ý mình thì nó sẽ ngắt. Nó sẽ nhảy cái dưa le lốc ở trên máy này nó ngắt. Đấy, các bác nhé. Còn trên máy này có nút bật nguồn. Có 5 chế độ chỉnh tay trên này. Bật nguồn đầu tiên là lạnh nhất này. Thứ hai sẽ lạnh yếu hơn này. Thứ ba lên cái đèn chạy hút ẩm này. Thứ tư là chỉ chạy quạt gió mạnh. Thứ năm là quạt gió yếu. Ấn lần thứ sáu là tắt nguồn. Đấy, điều khiển mình bật đây. Bật nó lên. Đấy. Ở điều hòa này thì em bán và bảo hành cho các bác là 6 tháng. Với tất cả các lỗi trừ cắm nhầm điện. Bảo hành 6 tháng các bác nhé. Nói chung là chạy cái này nó rất là lành, ít khi lỗi. Em khuyên thật, nếu bác nào đang có nhu cầu mua, các bác lấy luôn con này là mã số 10 này. Chạy cực ngon, êm, khỏe. Giá 3,8 triệu. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Xin chào cả nhà nhé. Cái clip này em nói cũng hơi dài.